17. Phẩm tùy thuận. Lúc bấy giờ Mãn Từ Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai trước đây bảo tôn giả Thiện Hiện vì các đại Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng nay vì sao lại nói Đại Thừa? Cụ thọ Thiện Hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vừa rồi con nói Đại Thừa không chống trái vượt qua Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật bảo: Thiện Hiện, ngươi vừa nói Đại Thừa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái vượt qua. Vì sao? Thiện Hiện, vì tất cả pháp thiện, pháp Bồ Đề Phần, pháp Thanh Văn, pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát, pháp chư Phật, tất cả đâu không nhiếp nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là tất cả pháp thiện, pháp Bồ Đề Phần, pháp Thanh Văn, pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát, pháp chư Phật hoàn toàn nhiếp nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Thiện Hiện, hoặc Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc người lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Thiện Hiện, tất cả các pháp thiện, pháp Bồ Đề Phần, pháp Thanh Văn, pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát, pháp chư Phật, tất cả các pháp như vậy đều hoàn toàn nhiếp nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Thiện Hiện, hoặc Đại Thừa, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ, thiệt thân ý xứ, hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc thành đế khổ, hoặc thành đế tập diệt đạo, hoặc vô minh, hoặc hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, hoặc dục sắc, vô sắc giới, hoặc pháp thiện, pháp phi thiện, hoặc pháp hữu ký, vô ký, hoặc pháp hữu lậu, vô lậu, hoặc pháp hữu vi, vô vi, hoặc pháp thế gian, xuất thế gian, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc các đức Như Lai, hoặc pháp luật Đức Phật đã giác ngộ và đã nói, hoặc cái không nội, hoặc cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, hoặc chân như, hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, bổn vô thật tế, cứu cánh niết bàn. Tất cả các pháp như vậy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng.
thiện hiện do nhân duyên này. Vừa rồi ông nói đại thừa đối với bát nhã ba la mật đa hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái vượt qua. Vì sao thiện hiện? Vì đại thừa chẳng khác bát nhã ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa hoặc bát nhã ba la mật đa tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện đại thừa chẳng khác tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác bốn tịnh lự chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc bốn tịnh lự, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác tám giải thoát chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc tám giải thoát, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác bốn niệm trụ chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc bốn niệm trụ, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát không chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc pháp môn giải thoát không, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác năm loại mắt chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc năm loại mắt, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác sáu phép thần thông chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc sáu phép thần thông, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác mười lực của Phật chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc mười lực của Phật, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác pháp không quên mất, pháp không quên mất chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc pháp không quên mất, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác tánh luôn luôn xả chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc tánh luôn luôn xả, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, đại thừa chẳng khác pháp uẩn giới xứ không bất không vân vân, các pháp uẩn giới xứ không bất không vân vân chẳng khác đại thừa. Vì sao? Vì hoặc đại thừa, hoặc pháp uẩn giới xứ không bất không, tánh nó không hai, vì không có hai phần. Thiện hiện, do nhân duyên này nên ông vừa nói đại thừa đối với bát nhã ba la mật đa hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái vượt qua. Nếu nói đại thừa tức là đã nói bát nhã ba la mật đa, nếu nói bát nhã ba la mật đa tức là đã nói đại thừa. Vì hai pháp như vậy không có sự phân biệt khác nhau.